Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai của cái chương thứ năm này. Hôm bữa chúng ta học đến đây rồi phải không? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phần disease focus, tức là phần tập trung và phần bệnh lý của cái chương thứ năm hệ da, tương tự cách học hôm trước nhé. The general appearance and condition of the skin are clinically important because they may provide clues to body conditions or differences. Tức là gì? Tức là những tình trạng cũng như những cái biểu hiện chung của hệ da là những cái phương diện lâm sàng quan trọng, bởi vì chúng có thể cung cấp những cái clues, tức là những cái manh mối đó, những cái manh mối về cái những cái tình trạng của cơ thể hoặc là những cái rối loạn chức năng. Ví dụ chẳng hạn như là một cái pale skin, tức là một cái gì, một cái da nó xanh tái, cái da nó nhợt nhạt, có thể chỉ điểm cho một cái tình trạng sốt, sự đỏ lên, ửng hồng lên và rất là ấm, rất là nóng, very warm, thì có thể chỉ ra một cái tình trạng fever and infection, tức là sốt hoặc là và nhiễm trùng. Thì một cái ban có thể chỉ ra một cái tình trạng allergies or local infections, tức là dị ứng hoặc là những cái nhiễm trùng tại chỗ. Và thậm chí gì, thậm chí những cái fingernails, tức là gì, những là cái việc mà cắn móng tay á, thì có thể là một cái manh mối của một cái emotional problems, tức là một cái những cái rối loạn về cảm xúc. Thì cái geofingernails này có một cái từ thuật ngữ y khoa mà chúng ta có thể biết, đó là từ onychophagia, thì chút nữa mình sẽ minh họa bằng hình ảnh sau. Để chẩn đoán, điều trị và xử trí những cái rối loạn về da đó, thì các dịch vụ về y khoa của các chuyên gia có thể được bảo đảm. Cái dermatology, tức là khoa da liễu hoặc là chuyên ngành về da liễu, là một cái chuyên ngành y khoa đặc biệt. Nó concern with, thì nó như thế nào? Nó liên quan đến những bệnh lý mà nó trực tiếp ảnh hưởng trên da, và những các bệnh lý hệ thống mà là những cái biểu hiện của cái ảnh hưởng của nó trên da. À, các bác sĩ, những người mà chuyên về việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý của da, thì được biết như là một dermatologist, tức là các bác sĩ chuyên khoa da liễu. Thì mình quay lại cái từ geofingernails này, thì mình có một cái hình ảnh cho các bạn. Đây, đây là từ onychophagia, tức là nó đồng nghĩa với lại geofingernails. Nó cũng đồng nghĩa với lại gì? Nail itching or nail bleeding. Được chưa? Phagia, tức là một cái tình trạng liên quan đến một cái eating or ingestion, tức là cắn hoặc là tiêu hóa. Thì cái thuật ngữ này nó mô tả những cái bệnh nhân mà người ta có những cái vấn đề về cảm xúc, bị stress hoặc là người ta bị lo lắng, thì người ta thường có cái tình trạng mà cắn móng tay. Đó, thì cái từ này nó dùng để mô tả cái triệu chứng này đó. Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Vấn đề thứ hai mà trong phần này, đó chính là những cái skin lesions. Ở đây các bạn chú ý phát âm cái từ lesion, giờ chứ không phải là sờ. Nếu như các bạn phát âm là lesion thì nó không có đúng. Phải nói là lesion, lesions. Chúng ta phải phải rung cái giai thanh của mình đó. Sờ nó khác mà giờ nó khác. Ok, lesions. Thì người ta mới nói những gì? Thì những cái tổn thương là những vùng của mô mà ở đó nó được thay đổi về phương diện bệnh lý bởi những cái tổn thương, những cái chấn thương hoặc là những cái nhiễm trùng. Những cái tổn thương có thể ảnh hưởng đến các mô trên bề mặt, có một cái kích thước được xác định, được gọi là localized, tức là tại chỗ đó. Hoặc nó có thể widely spread, tức là lan rộng ra, lan tràn ra throughout the body, tức là khắp cơ thể, được gọi là systemic, tức là hệ thống. Thì việc đánh giá những cái tổn thương của da, những cái chấn thương hoặc những cái gì, những cái thay đổi của mô sẽ giúp chúng ta thiết lập được một cái chẩn đoán về những rối loạn của da, đó the diagnosis of the skin disorders. Những cái tổn thương được mô tả giống như primary or secondary, tức là nguyên phát hoặc là thứ phát. Thì primary skin lesions, tức là những cái tổn thương nguyên phát trên da, là những cái initial reaction, tức là những cái phản ứng ban đầu đối với những cái thay đổi về về mặt bệnh lý học của các mô. Và nó có thể là gì? Có thể là flash, tức là những cái tổn thương dẹt phẳng, hoặc là elevated, tức là gì? Elevated, tức là
những cái tổn thương nó gồ lên, nó nhô lên. Những cái tổn thương thứ phát, tức là secondary skin lesions, là những cái thay đổi mà nó take place, là nó diễn ra trên những cái tổn thương nguyên phát và là kết quả của một cái tình trạng infection, nhiễm trùng, một con xương mà do rạch hoặc là cào xước đó, hoặc là do gì, do chấn thương, hoặc là những giai đoạn khác nhau của một bệnh lý. Tổn thương cũng được mô tả bởi sự xuất hiện của nó về màu sắc, vị trí và kích thước, được đo với đơn vị là cm. Thì một vài những cái tổn thương nguyên phát và thứ phát phổ biến ở trên da được mô tả và minh họa trong cái hình 5.3. Chúng ta sẽ đi đến cái hình 5.3. Thì đây là những cái hình minh họa về những cái tổn thương nguyên phát và những cái tổn thương thứ phát ở trên da. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với những cái primary lesions, tức là những cái tổn thương nguyên phát. Thì những cái tổn thương nguyên phát có hai dạng tổn thương lớn và chính người ta chia ra, đó là flat lesions hoặc là những elevated lesions, tức là những cái tổn thương mà nó gồ lên, nó nhô lên trên bề mặt da. Thì những cái tổn thương flat lesions, tức là những cái tổn thương như thế nào, nó phẳng hay là dạt, nó discolored, tức là nó thay đổi màu sắc, hoặc là những cái tổn thương như thế nào, nó hình vòng cung hoặc hình tròn của bất kỳ những kích thước. Thì ở đây chúng ta có gì? Đầu tiên thì chúng ta có tổn thương đầu tiên, đó chính là macular, tức là một cái giác. Thì người ta thấy nó là một tổn thương phẳng hay là dạt, là một cái hoặc là những cái mảng, một mảng sắc tố, hoặc là những cái vùng vùng tròn hoặc vòng cung có kích thước nó nhỏ hơn 1 cm về đường kính. Ví dụ về những cái ví dụ về một cái tổn thương giác, thì chẳng hạn như là một cái tàn nhang thì được xem là một cái tổn thương giác, freckle là tàn nhang, một cái nốt ruồi mà nó dẹt đó, hoặc là gì, hoặc là một cái ban mà nó xảy ra ở bệnh rubella, bệnh sởi, là những cái tổn thương macular. Rồi thứ hai đó là chúng ta sẽ đi đến với những cái tổn thương elevated lesions, tức là những cái tổn thương nó gồ lên trên bề mặt của da hay là nó nhô lên trên bề mặt của da. Thì ở đây người ta chia làm hai nhóm chính, đó là solid và fluid filled, tức là một bên nó là tổn thương đặc và một bên là tổn thương dạng lấp đầy bởi những chất lỏng, chất dịch. Thì những tổn thương đặc ở đây chúng ta có đầu tiên là gì? Papule, tức là gì? Tức là một cái sẵn. Một cái sẵn thì người ta định nghĩa đó là một cái tổn thương đặc, là một cái tổn thương nó gồ lên và nhỏ hơn 1 cm về đường kính và có thể có cùng màu sắc giống như da hoặc là có màu sắc khác. Ví dụ những cái nevus, tức là những cái nốt ruồi hoặc là những cái mảng bớt á, những cái bớt hoặc nốt ruồi nó gồ lên trên bề mặt của da, hoặc là những cái mụn cáo, wart, hoặc là pimple, tức là một cái mụn nhọt, hoặc là ringworm, tức là một cái gì, một cái dạng tổn thương giống như hắc lào á, một cái dạng nấm da, một cái psoriasis, tức là vảy nấm, hoặc là eczema, tức là những cái chàm. Ở đây mình cũng minh họa cho các bạn cái hình về ringworm và psoriasis. Ok. Thì đây là một cái ringworm. Các bạn có thấy nó như thế nào? Giống như lát đồng tiền á. Psoriasis tức là gì? Tức là vảy nấy. Đây là hình ảnh của vảy nấy. Từ psoriasis này, từ P này là P căm. Nên các bạn đọc là psoriasis. Ok, tiếp theo là tổn thương thứ hai của phần này, đó là một cái nodule, tức là tổn thương dạng nốt. Thì nó có gì? Nó là một tổn thương mà có thể palpable, tức là sờ được nè. Nó là một tổn thương dạng tròn hoặc vòng cung, có kích thước lớn hơn và sâu hơn so với lại tổn thương dạng sẵn. Nó từ 0,6 đến 2 cm về đường kính. Phạm vi của nó là nó có thể mở rộng vào, intense into, tức là nó có thể mở rộng vào hoặc có thể là xâm, mình có hiểu là nó xâm lắng vào trong cái dermal area, tức là cái vùng của lớp bì. Ví dụ như một cái nốt ruồi ở trong da, intradermal, một cái gì, một cái khối u benign or malignant tumor, tức là một khối u lành tính hoặc ác tính. Thì đây là những cái tổn thương dạng nốt. Tổn thương thứ ba của elevated lesion này mà dạng solid, tức là dạng đặc, là tổn thương tumor, tức là một khối u. Thì đây là một, chắc chắn là một cái tổn thương dạng đặc rồi, là một cái tổn thương gồ lên lớn hơn 2 cm về đường kính và nó có thể xâm lấn vào cái lớp bì và lớp gì, lớp hạ bì đó, subcutaneous layer, tức là lớp dưới da đó. Ví dụ như một cái u mỡ lipoma, teratoma này cũng chính là lipoma. Hai cái gốc từ này nó cùng có nghĩa là fast. Tiếp theo là từ dermatofibroma, tức là
ussa da và hemangioma tức là u máu. Ở đây mình cũng có cái hình dermatofibroma. Thì đây, đây là một cái u xơ da, các bạn có thể hình dung. Tổn thương thứ tư, tổn thương thứ tư của phần tổn thương đặt này là một cái well, well tức là gì? Nó có nghĩa là một cái sẵn mài đai hay là một cái sẵn phù á. Thì người ta định nghĩa đây là một tổn thương nó gồ lên, nó cứng, firm, nó cứng. Và xung quanh cái tổn thương này nó làm vị trí của da nó edema swelling, tức là nó sưng lên hoặc là nó phù lên với các kích thước, hình dạng và màu sắc khác nhau. Thì cái pallor tức là nó nhạt màu hơn ở cái phần trung tâm so với lại cái bờ xung quanh nó, và thường nó đi kèm với lại cái itching tức là cái ngứa. Thì ví dụ một cái hive hay là cái urticaria tức là gì? Chính là những cái mề đay hay là những cái ban dị ứng được chưa? Hoặc là một cái insect bite tức là gì? Tức là một cái nốt mà bị côn trùng nó đốt á. Tiếp theo tổn thương gồ lan, nhô lan của tổn thương nguyên phát là chúng ta có gì? Chúng ta có cái nhánh của fluid fillet, tức là cái nhánh mà nó tổn thương nó lấp đầy bởi dịch. Thì đầu tiên chúng ta có vesicle, tức là gì? Tức là những cái mụn nước đó. Thì ở đây chúng ta thấy người ta định nghĩa đó là những cái tổn thương nó gồ lên trên bề mặt của da, hình tròn hoặc hình cung, và là tổn thương được chứa đầy bởi dịch nhỏ hơn 0,5 cm về đường kính. Ví dụ như poison ivy, tức là ngộ độc cái cây thường xuân. Shingles, tức là gì? Tức là bị herpes zoster, tức là bị zona đó. Và chicken pox, tức là những cái mụn của bệnh thủy đậu, là đây là những cái mụn mụn nước. Thì poison ivy, cái cây thường xuân này, mình cũng tìm cái hình để cho các bạn biết cái hình nó là gì. Thì đây, đây là hình ảnh của cái cây thường xuân, cái cây ivy. Và nếu như chúng ta bị ngộ độc nó thì chúng ta cũng sẽ nổi những cái mụn nước giống như chúng ta đã mô tả như lúc nãy. Tổn thương thứ hai đó là gì? Tổn thương pustule, tức là gì? Tức là một cái mụn mủ. Thì đây là một tổn thương nhỏ, nó rise, tức là nó phát triển, nó gồ lên. Nó có là một tổn thương dạng hình tròn hoặc vòng cung. Nó có chứa pus, tức là mủ, và thường nhỏ hơn 1 cm về đường kính. Ví dụ một cái mụn trứng cá, một cái mụn nhọt, hoặc là một cái đinh nhọt, hay là một cái pustular psoriasis, tức là một cái mụn mủ của bệnh vẩy nến, hay là một cái gì, scabies, tức là mụn mủ của bệnh ghẻ. Thì đây là những cái tổn thương dạng mụn mủ. Tổn thương cuối cùng của phần này đó chính là cái pullet. Thì đây là một cái gì? Đây là một cái mụn bỏng. Thì nó là gì? Nó là một cái vesicle. Vesicle tức là mụn nước đúng không? Mụn nước. Hoặc là blister. Blister tức là những cái bọng nước đó. Tức là những cái vết phỏng mà nó rộp da đó. Mà lớn hơn 1 cm về đường kính. Ví dụ một cái second degree burns tức là một cái bỏng độ 2. Một cái severe poison oak tức là một cái ngộ độc nặng của lá xoài non, hoặc là một cái ngộ độc của cây thường xuân. Thì cái cây này mình cũng tìm để cho các bạn hình dung. Đây, đây, đây là cái cây của lá xoài non, các bạn có thấy chưa? Thì những cái dạng tổn thương của nó đây, giống như cái những cái mụn bỏng đó. Thì đây là những cái tổn thương nguyên phát, primary lesions. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với những cái tổn thương thứ phát, tức là secondary lesions. Thì lúc nãy chúng ta đã phân tích ở trên thì những cái tổn thương thứ phát thường á, là gì? Do hậu quả của những cái tổn thương nguyên phát đó. Hoặc là do chúng ta bị chấn thương. Thì ở đây người ta mới mô tả gì? Đó là những cái depressed lesions, tức là những cái tổn thương mà nó sâu và nguyên nhân gây bởi loss of skin surface, tức là làm mất cái bề mặt của da. Thì ở đây chúng ta có ba cái tổn thương. Thì tổn thương thứ nhất là gì? Là excoriations. Excoriation này thì người ta định nghĩa là gì? Là một cái tổn thương damage or remove part of the surface of the skin, tức là gì? Tức là sự trầy da, sự xay sát da hoặc là lột da. Ở dưới này người ta mới giải thích là gì? Một cái linear scratch mark, tức là một cái vết mà nó cào, vết xước mà nó thẳng, hoặc là gì? Hoặc là abrasion, traumatized abrasions, tức là gì? Tức là một cái vết xước. Đó, một cái vết xước với trợt da abrasion, tức là trợt da hay trầy da mà do chấn thương của cái lớp epidermis, tức là lớp thượng bì, lớp biểu bì. Ví dụ như một cái vết cào, một cái vết xước, một cái chemical or thermal burns, tức là một cái bỏng về hóa chất hoặc là nhiệt. Thermal, thermal nó là một cái tính từ thuộc về nhiệt độ. Tổn thương tiếp theo đó là tổn thương fissure. Đó là gì? Là một cái tổn thương mà chỗ nứt, mà tổn thương nứt, nẻ, gãy, với khe nứt. Thì đây là một cái small slit, sự chia cắt nhỏ
hoặc là crack like. Crack tức là bẻ gãy đúng không? Giống như là một cái sore, tức là một cái gì? Một cái vết thương mà bị nứt gãy á, bẻ gãy. Và nó có thể intensify, tức là nó xâm lấn, nó lan rộng đấy, cái dermal layer, tức là cái lớp bì. À, thường đó là nguyên nhân gây ra một cái gì, một cái tình trạng nhiễm trùng nó dai dẳng, continuous inflammation, tức là nhiễm trùng liên tục, hoặc là một tình trạng khô da. Cuối cùng đó là tổn thương ulcer, tức là loét. Thì đây là một vết thương hoặc là một tổn thương mở mà nó gì, một tổn thương hở, nó lan rộng xuống phần dermis, tức là phần phần bì, và thường gì, và thường heals, tức là tự lành, heals with, tức là tự lành với một cái scarring, tức là một cái sẹo. Thì ví dụ như một cái pressure sores, tức là một cái tổn thương do ép, ở đây chúng ta có hiểu là một cái loét ép, hoặc một cái basal cell carcinoma, tức là một cái ung thư biểu mô tế bào đáy. Thì đây chính là ba hình thái của một cái secondary lesions, tức là những cái tổn thương thứ phát. Ok, các bạn nắm được rồi chứ? Ok. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với phần bỏng, tức là cái tổn thương mà rất hay thường gặp trên lâm sàng. Thì ở đây người ta mới nói như thế nào? Bỏng là gì? Burns tức là gì? Bỏng là những cái tổn thương của mô mà nguyên nhân do contact with, tức là tiếp xúc với thermal, tức là nhiệt độ, chemical, tức là hóa chất, hay là electrical, tức là điện, hoặc là gì? Hoặc là những cái radioactive agents, tức là những cái tác nhân phóng xạ. Mặc dầu bỏng thường thì nó xảy ra ở trên da, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến hô hấp, respiratory và digestive tract linings, tức là đường ống tiêu hóa. Chẳng hạn như những bệnh nhân mà người ta tự tử, người ta uống hóa chất á, thì người ta cũng sẽ bỏng thực quản. Bỏng mà nếu như nó ảnh hưởng tại chỗ thì nó không có nguy hiểm bằng việc mà nó ảnh hưởng lên cả hệ thống. Ảnh hưởng lên hệ thống có thể đe dọa đến tính mạng, life threatening, và có thể là bao gồm gì? Bao gồm dehydration, tức là mất nước, bị sốc và nhiễm trùng. Bỏng thường được phân loại làm ba loại: first, second and third degree burns. Và gì? Và cái phạm vi của tổn thương cũng như cái mức độ nặng thì nó quyết định phân loại bỏng. Thì bỏng độ 1 là gì? First degree burns hay là superficial burn, là một cái the least serious type of burns. Thì bỏng độ 1 tức là loại mà nó ít nghiêm trọng nhất, hay còn gọi là, mình có thể dịch là nó nhẹ nhất, bởi vì nó chỉ tổn thương the top layer of the skin, tức là cái lớp ngoài cùng của da, tức là lớp biểu bì. Tình trạng bỏng này nó là phổ biến nhất, bởi vì nó chỉ là một cái brief, tức là một cái thoáng qua, contact with, tức là nó chỉ là một cái tiếp xúc thoáng qua với cái dry or moist heat, tức là một cái nhiệt mà nhiệt khô hoặc là nhiệt ẩm, gọi là thermal burn, tức là bỏng do nhiệt. Và nó gì, spending too much time in the sun, tức hay là bỏng do chúng ta tiếp xúc phơi nắng quá nhiều. Hoặc là chúng ta có thể expose to chemical, tức là chúng ta tiếp xúc với lại hóa chất. Thì tổn thương sẽ được restricted, tức là được giới hạn tại chỗ, chẳng hạn như là một cái ban đỏ trên da, và một cái vùng da nó đỏ lên, hoặc gọi là ban đỏ, và một cái acute sensitivity, tức là nó nhạy cảm cấp tính với những cái kích thích về cảm giác, chẳng hạn như là chúng ta chạm vào, hoặc là nhiệt, hoặc là với lạnh, gọi là hyperesthesia, tức là tăng cảm giác, tăng nhạy cảm. Thì nói chung bỏng độ 1 thì sẽ không có hình thành cái blister, tức là những cái nốt phỏng rộp da, và cái bỏng này thì nó sẽ heal heal tức là nó sẽ tự lành mà không có hình thành sẹo, tức là scar formation. Bỏng độ 2, second degree, hay gọi là partial thinness, thì bỏng độ 2 nó thể sẽ như thế nào? Nó thể là một cái bỏng sao, và nó sẽ phá hủy cái lớp biểu bì hay lớp thượng bì và một phần của lớp bì. Thì cái tình trạng bỏng này có thể là nguyên nhân do chúng ta tiếp xúc với flame, tức là ngọn lửa đang cháy, hoặc là hot liquid, tức là một cái dung dịch nóng, hoặc là chemical hay là hóa chất. Thì cái triệu chứng của nó có thể mimic, tức là nó tương tự, nó giống với lại gì? Nó giống với lại bỏng độ 1, nhưng nó gì, nhưng nó có những cái blister, tức là những cái nốt phỏng rộp da mà nó chứa đầy bởi dịch, hoặc là vesicle, tức là những cái nốt cuộn nước đó. Và cái bỏng này nó có thể heal with little or no scarring, tức là có thể tự liền với một cái sẹo nhỏ hoặc là không có sẹo.
Thì đây là một cái hình ảnh của bỏng độ 2. Các bạn có thể thấy những cái blister, tức là những cái mụn phỏng rộp da. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với lại bỏng độ 3, tức là third degree hoặc là third degree hay còn gọi là full thinness burns. Thì lớp biểu bì và lớp bì sẽ bị phá hủy và một vài những cái mô liên kết ở dưới da cũng bị phá hủy. Và như thế nào nữa? Và nó sẽ để lại trên cái phần da xốp hay và sự than hóa đó, tức là những cái vùng da bị cháy đen á, với gì? Insensitivity to touch, tức là mất cảm giác. Mất cảm giác tức là khi mà bỏng mà chúng ta sờ vào bệnh nhân không có cảm giác đó, thì có thể là bỏng độ 3. Mức độ này gọi là mức độ nặng rồi. Thì những cái cấu trúc bên dưới như xương, cơ và gân cũng có thể bị phá hủy. Và bỏng này có thể nguyên nhân do chúng ta như thế nào? Corrosive chemical, tức là gì? Tức là sự gặm mòn, tự ăn mòn của hóa chất. Cái corrosive này tính là một cái tính từ đó, bởi sự ăn mòn của hóa chất do lửa hay là do điện, hoặc là một cái extremely hot object, tức là chúng ta đang tiếp xúc với lại một cái vật gì đó rất là nóng, cực kỳ nóng, hoặc là gì, immersion, tức là chúng ta đắm chìm, hoặc là chúng ta bị nhúng cái cơ thể đó vào trong một cái nước rất là nóng, hoặc là quần áo của chúng ta nó catches fire, tức là nó bắt lửa, nó bị cháy. Bởi vì the intensiveness là một gì, là một danh từ, nó có nghĩa là tính rộng rãi, tính bao quát, nó có xuất phát từ một cái từ tính từ intensive, tức là rộng rãi, bởi vì có một sự phá hủy mô rất là rộng và có sự phát triển của những cái tổn thương loét, nó ulcerating. Và gì, với những cái tổn thương bỏng như thế này, sau khi lành thì cơ thể chúng ta sẽ gắn liền với một vết sẹo. Skin graft, tức là ghép da đó, thì chúng ta có một cái thuật ngữ đó là dermatoplasty, plasty tức là surgical repair. Thì ghép da đó là yêu cầu hay là thường cần thiết để chúng ta bảo vệ những cái mô bên dưới và hỗ trợ cho sự hồi phục. Thì một cái công thức để chúng ta có thể ước lượng được cái phần trăm bỏng của diện tích da trên cơ thể được chấp nhận, đó là quy tắc con số 9, tức là rule of 9, tức là quy tắc con số 9. Thì phương pháp này thì người ta mới chia cái giá trị 9% hoặc là 18% trên cái diện tích bề mặt của những vùng đặc biệt. Thì những công thức này cũng được modify, tức là được điều chỉnh, được biến đổi ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bởi vì người ta phải cân xứng với một cái đầu lớn, tức là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì cái kích thước của đầu nó lớn hơn thì người ta mới cân chỉnh để người ta đưa ra cái tỷ lệ cho nó phù hợp. Chúng ta sẽ xem hình 5.5. Để quyết định điều trị thì điều quan trọng chúng ta phải biết được cái số lượng mà diện tích bề mặt bỏng là bao nhiêu, bởi vì bệnh nhân cần phải được intravenous fluid, tức là được truyền dịch cho những tình trạng mất nước để thay thế vào cái lượng dịch mà mất đi từ cái mô bị phá hủy. Thì đây là hình ảnh minh họa quy tắc con số 9, adult percentage và child percentage, tức là cái phân chia vùng và phần trăm ở người lớn và ở trẻ nhỏ. Thì như hình này chúng ta có thể thấy, nếu như mà bỏng ở đầu, hai vùng cánh tay sẽ được chia là được định là 9%, lưng và phần bụng và ngực phía trước sẽ được định là 18%, hai chi dưới cũng là 18% và bộ phận sinh dục là 1%. Còn đối với trẻ nhỏ thì nó chỉ có một cái khác, có hai điểm khác biệt, đó chính là phần đầu sẽ được nâng lên 18%, vì đầu ở trẻ thì nó thường to nên người ta sẽ nâng lên 18%, và để cân chỉnh lại thì hai vùng đùi thì người ta sẽ giảm xuống còn 13,5%, còn phần tay và phần lưng cũng như phần ngực ở trước và bộ phận sinh dục vẫn giữ nguyên. Thì như vậy, chẳng hạn như nếu như người lớn bỏng phần đầu không á thì có thể 9%, và còn đối với trẻ nhỏ nếu như nó bỏng ở phần đầu này thì có thể là lên tới 18%. Rồi thì đây là cái hình minh họa về cái mức độ bỏng khi mà cái tổn thương bỏng nó ăn sâu xuống các lớp của da. Thì đối với lại bỏng độ 1, tức là first degree superficial, tức là da nó chỉ ửng đỏ lên thôi. Bỏng độ 2, tức là nó có hình thành những cái blister, tức là những cái nốt phỏng rộp da, thì đây là cái bỏng mà cũng rất là phổ biến. Và cuối cùng là bỏng độ 3, thì có thể là chúng ta thấy cái tổn thương nó bị than hóa hay là nó bị cháy đen, thì đây là bỏng độ 3. Là nó tổn thương nó có thể sẽ bỏng xuống những cái lớp dưới da, có thể lộ ra gân và cơ. Thì bỏng độ 2 là tổn thương nó chỉ ở lớp thượng bì hoặc là lớp bì.
Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về oncology, tức là về mặt ung thư. Ở đây cụ thể là ung thư ở da. Thì neoplasm tức là những cái tăng sản. Những cái tăng sản là gì? Là những cái bất thường, sự phát triển bất thường của những cái mô mới, và nó được phân loại có thể là benign or malignant, tức là lành tính hoặc là ác tính. Benign neoplasm tức là những cái tăng sinh không ung thư và nó được cấu tạo bởi những cái tế bào giống nhau của cùng một mô, và những tế bào này nó đang phát triển lên. Như vậy những cái tổn thương, những cái tăng sản lành tính có gây hại hay không? Thì câu trả lời là có, chúng có thể gây hại trong một chừng mực khi mà chúng tạo ra những cái áp lực hoặc là chúng làm cản trở những chức năng của những cái mô xung quanh. Nếu những cái tăng sản lành tính mà nó nhỏ, nó vẫn nhỏ thì chúng ta không cần thiết phải loại bỏ nó đi. Nhưng mà trong những trường hợp mà nó tăng sản lành tính, nó tạo ra một khối u lớn, tumor enlarge và gì, và nguyên nhân gây ra đau và làm cản trở, interfere with, tức là nó gây cản trở những cái cơ quan khác hoặc là những cấu trúc, thì chúng ta cần phải loại bỏ đi, chúng ta cần phải incision, tức là mổ, và chúng ta cần phải phẫu thuật loại bỏ đi. Thì ngược lại, những cái tổn thương ác tính hay là những cái tăng sản ác tính, malignant neoplasm, còn được gọi là cancer hay gọi là ung thư, thì nó được cấu tạo bởi những cái tế bào mà nó có xu hướng invade, tức là xu hướng xâm lấn, và spread to remote regions, tức là lan ra xa, lan ra những cái vùng xa hơn của cơ thể, hay còn gọi là di căn, metastasis, được chưa? Khi mà những cái tế bào ác tính từ một khối u nguyên phát, primary tumor, nó xâm lấn vào những cái mô xung quanh và nó có xu hướng đi vào trong dòng máu và những cái mạch mạch huyết và sẽ di chuyển đến các vùng xa của cơ thể để hình thành một cái secondary tumor site, tức là vị trí khối u thứ hai. Nếu chúng không có được điều trị thì ung thư này sẽ có xu hướng sẽ progressive, tức là xu hướng tiến triển, tăng sinh, và nó sẽ như thế nào, và thường thì nó sẽ gây hại hay có thể là gây tử vong. Fatal có thể gây hại hoặc gây tử vong. Ở việc điều trị ung thư bao gồm gì? Bao gồm surgery, tức là phẫu thuật, chemotherapy, tức là hóa trị, hay là immunotherapy, tức là liệu pháp miễn dịch, và radiation therapy hay là xạ trị. Thì immunotherapy, also called biotherapy, tức là liệu pháp miễn dịch hay còn gọi là liệu pháp sinh học, nó là một cái liệu pháp điều trị mới, new treatment, mà nó kích thích cái hệ miễn dịch tự thân của cơ thể để chống lại khối u. Và để được điều trị một cách hiệu quả nhất á, thì bác sĩ có thể my prescribe, tức là gì? Tức là kê đơn hay là ra y lệnh. Thì bác sĩ có thể kê ra một loạt những cái phương pháp hay những cái list điều trị trước đây, hoặc là sử dụng chúng một cách phối hợp. Thì cái previous list treatment này có nghĩa là những cái phương pháp điều trị trước đây, đó là phẫu thuật, hóa trị hay là xạ trị, vân vân. Và hoặc là gì? Hoặc là có thể kết hợp với nó, tức là combined modality treatment, tức là phối hợp các mô thức điều trị. Thì cụm này cũng có thể hiểu là multidisciplinary treatment, hay còn gọi là điều trị đa mô thức. Phần tiếp theo đó chính là grading and staging cancer, tức là phân độ mô học và giai đoạn của ung thư. Thì việc các nhà giải phẫu bạn sẽ phân độ mô học và giai đoạn của ung thư để giúp chúng ta chẩn đoán và lên một kế hoạch điều trị, cung cấp một cái khả năng về tiên lượng cũng như hỗ trợ trong việc so sánh cái kết quả điều trị khi mà chúng ta áp dụng những cái phương pháp điều trị khác nhau. Thì đầu tiên chúng ta có tumor grading, tức là phân độ mô học của khối u. Thì trong cái phân độ mô học của khối u á, thì những tế bào của khối, những tế bào từ cái vị trí của khối u sẽ được đánh giá và xác định cái mức độ mà chúng có tương đồng hay là chúng có gần giống với lại cái mô bình thường hay không. Tức là những cái tế bào trong cái mẫu mô sinh thiết từ khối u này sẽ được xem xét, đánh giá cầu thử chúng sẽ có gần giống với lại những cái tế bào của mô bình thường hay không. Nếu như mà có greater the difference, tức là có một sự khác biệt lớn giữa những cái mô bình thường và cái mô mà chúng ta sinh thiết ra từ khối u đó, thì nó được xếp vào cái grade cao, gọi là grade mà nó nguy hiểm, nó nghiêm trọng. Thì các bác sĩ giải phẫu bạn thường sẽ mô tả sự thay đổi này bằng việc sử dụng phân độ mô học dựa trên 4 grade để đánh giá mức độ nặng của nó dựa trên cái sự biểu hiện về mặt và vi thể của các tế bào. Thì chúng ta sẽ xem bảng 5.1 sau. Thì nếu như mà khối u ở grade 1 thì nó cho thấy những cái tế bào này nó gần giống với lại những tế bào của mô gốc. Và in other words, hay nói cách khác,
thì hầu hết những cái tế bào này nó bị khóa tốt và nó có thể mang những cái chức năng của cái mô tại vị trí đó. Một bệnh nhân với grade 1 thì có thể nào? Có thể good prognosis for full recovery, tức là một cái tiên lượng tốt của sự hồi phục. Ngược lại, on the other hand, một bệnh nhân mà có khối u grade 4 thì cho thấy một cái bị khóa rất là kém và khối u nó phát triển rất là nhanh, grow rapidly. Những tế bào này nó có xu thế là spread to surrounding tissue, tức là nó lan truyền hay nó xâm lấn ra những cái mô xung quanh. Và như thế nào? Và nó trở lại những cái their primitive state, tức là trở lại cái trạng thái nguyên thủy của nó, được gọi là anaplasia, tức là anaplasia tức là không bị khóa, và đồng nghĩa với nó mất cái khả năng, nó mang cái chức năng của cái mô bình thường tại vị trí đó. Thì đây là cái bảng định nghĩa về bốn grade mô học và các tính chất của nó. Thì đầu tiên chúng ta có grade 1, tức là khối u nó bị khóa tốt, tức là tumor cell well differentiated, nó là bị khóa tốt. Thì tính chất của khối u là như thế nào? Nó gần giống, nó khá là gần giống với lại cái mô nguyên gốc của nó, do đó nó vẫn có thể duy trì được một vài cái chức năng chuyên biệt. Thứ hai là grade 2, chính là cái khối u nó có độ bị khóa trung bình hoặc bị khóa kém, tức là moderately or poorly differentiated, tức là khối u bị khóa trung bình hoặc bị khóa kém. Thì như thế nào? Nó ít giống với mô nguyên thủy hay là mô gốc, và nó có những cái biến thể khác nhau về kích thước hình dạng của các tế bào khối u và tăng sự phân bào. Độ mô học thứ 3, grade 3, tức là gì? Những tế bào khối u nó bị khóa kém thì nó sẽ làm tăng sự biểu hiện của tình trạng bất thường và chỉ giống với những cái mô gốc mà ở phần xa, tức là nó rất là ít giống với mô gốc. Nó như thế nào nữa? Tức là nó có những cái marker variation, tức là những cái khác nhau rõ rệt về hình dạng, kích thước của những tế bào khối u, và nó có sự tăng nhanh về độ phân bào. Và cuối cùng đó là grade 4, tức là những khối u này rất kém bị khóa. Rất kém bị khóa, có thể là không bị khóa. Những cái tính chất của khối u mà có mang độ mô học grade 4 tức là gì? Tức là sự có những cái sự xuất hiện bất thường và phạm vi cũng như cái sự nhận biết của nó đối với lại những cái mô gốc là rất khó khăn. Tức là nó gần như là không bị khóa, nó không có mang cái tính chất gì giống với lại cái mô ban đầu của nó. Đó. Rồi, thứ hai đó chính là gì? Tức là nó extremely variation, tức là nó cực kỳ biến đổi về kích thước hình dạng của tế bào khối u. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phân loại giai đoạn. Thì hệ thống phổ biến nhất trong sử dụng phân loại giai đoạn của khối u chính là tumor, tức là kích thước của khối u, hay gọi là T node, tức là hạch, hay là metastatic, tức là tình trạng di căn, thì người ta gọi tắt là hệ thống phân loại TNM. Thì đây là một cái hệ thống phân loại quốc tế, SE an international system, và nó cho phép chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống phân loại này để chúng ta làm các so sánh của sự thống kê giữa các trung tâm ung thư. Và hệ thống phân loại TNM này được sử dụng cho phân loại mô đặc bởi kích thước và mức độ nó xâm lấn hay mức độ nó di căn liên quan đến 3 tiêu chí. Thứ nhất là T, tức là kích thước và cái sự xâm lấn của khối u nguyên phát. Thứ hai là hạch, tình trạng xâm lấn hạch. Và thứ ba đó là invasiveness, tức là di căn, tình trạng di căn của khối u nguyên phát. Những con số sẽ được sử dụng để chỉ ra cái kích thước cũng như cái sự di căn của khối u. Và con số càng cao thì như thế nào? Thì cái độ xâm lấn và cái sự di căn của nó càng lớn, hay còn gọi là càng ác tính. Ví dụ chẳng hạn như là T2 thì được chỉ cho những trường hợp khối u nhỏ, M0 thì được định cho những trường hợp mà nó không có bằng chứng về di căn. Và với grade mô học thì sự phân loại giai đoạn này cũng sẽ cung cấp thông tin để chúng ta đưa ra những cái hướng dẫn của một kế hoạch điều trị. Thì trước khi chúng ta đi qua phần tiếp theo, đó là basal cell carcinoma, tức là ung thư biểu mô tế bào đáy, thì chúng ta sẽ xem cái bảng 5.2 này trước. Ok. Thì bảng 5.2 là gì? Bảng 5.2 tức là cái hệ thống phân loại giai đoạn theo TNM. Thì ở đây chúng ta có thể thấy, thì định tên, định danh thứ nhất là chúng ta có tumor, tức là chỉ khối u, node, tức là chỉ hạch, và metastatic, tức là tình trạng di căn. Về giai đoạn, chúng ta có giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Thì mình nói trước, đây là hệ thống phân loại, tức là nó chung thôi, để định nghĩa một cách tổng quát thôi. Còn đối với mỗi loại ung thư, thì chúng ta sẽ có cái T nó sẽ khác nhau, cái tình trạng di căn hạch cũng khác nhau, và di căn xa nó cũng khác nhau. Vì vậy nên khi gặp một loại ung thư nào, thì chúng ta có thể lật sách vở ra, chúng ta có thể xem lại cái dây phân loại giai đoạn của nó như thế nào.
thì có là ung thư á, T á, người ta chỉ phân loại giai đoạn dựa vào kích thước với những cái điểm cut off chẳng hạn như là 2 cm, 3 hoặc 5 cm vân vân. Tuy nhiên cũng có những loại ung thư thì T này người ta phân loại dựa vào cái mức độ xâm lấn, sự xâm lấn đến những cái cấu trúc kế cận. Cũng như vậy, tình trạng hạch thì không phải loại ung thư nào với căn hạch cũng là giai đoạn 3. Vì vậy nên cái phân loại TNM này giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quan về cái hệ thống này. Còn mình nhắc lại, đối với mỗi loại ung thư cụ thể thì sẽ có những cái hệ thống phân loại TNM cụ thể dành cho ung thư đó. Thì ở đây người ta mới định nghĩa như thế nào? TX tức là gì? Tức là primary tumor that cannot be evaluated, tức là gì? Tức là khối u nguyên phát mà không thể đánh giá được. T0 tức là không có bằng chứng của khối u. TIS thì IS tức là in situ, tức là tại chỗ. Thì đây, TIS tức từ IS này là người ta viết tắt của in situ, tức là carcinoma in situ, tức là ung thư biểu mô tại chỗ. Nó chỉ ra rằng cái khối u này nó được giới hạn hoặc được xác định tại chỗ thôi, và cho thấy nó không có bằng chứng xâm lấn vào những mô xung quanh. Non-invasion into surrounding tissues. Ok. Rồi tiếp theo là giai đoạn T1, T2, T3, T4. Từ T1 đến T4 tức là người ta nó đại diện cho cái kích thước của khối u nguyên phát và cái sự xâm lấn hoặc phạm vi xâm lấn tại chỗ của nó. Nếu như mà T1 á, thì cái khối u nhỏ và gọi là minimal invasion, tức là xâm lấn tối thiểu, và T4 á, thì cái khối u lớn và có thể xâm lấn vào những cái cơ quan xung quanh hoặc là những cái mô xung quanh. Thứ hai đó là tình trạng hạch. Tình trạng hạch thì chúng ta tương tự, chúng ta có NX tức là regional lymph nodes that cannot evaluate, tức là hạch vùng chúng ta không thể đánh giá được. N0 tức là hạch vùng nó không có bằng chứng bất thường, hay nói cách khác là không có bằng chứng về sự di căn của hạch vùng. N1 đến N4 thì như thế nào? Nó chỉ mức độ xâm lấn di căn hạch vùng. Thì nếu như mà N1 thì nó ít xâm lấn hạch, được gọi là xâm lấn hạch tối thiểu, minimal spreading. Và N4 thì nó xâm lấn hạch nhiều hơn. Đó. Chẳng hạn như N1 thì nó di căn một hạch, còn N4 thì nó di căn 2, 3 hoặc là 4, 5 hạch. Thì đó là tùy vào từng loại ung thư cũng như tùy vào cái vị trí hạch di căn. Cuối cùng đó là tình trạng di căn xa, MX tức là distant metastasis that cannot be evaluated, tức là không thể xác định được cái tình trạng di căn xa. M0 là không có bằng chứng di căn xa, và M1 tức là có biểu hiện bằng chứng di căn xa. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp với phần basal cell carcinoma, tức là ung thư biểu mô tế bào đáy. Thì ung thư biểu mô tế bào đáy, đây là loại ung thư da phổ biến nhất, the most common type of the skin cancer. Nó là sự ác tính của lớp tế bào đáy, basal layer, của lớp biểu bì, hoặc là gì, hoặc là hair follicles, tức là của nang lông hay là nang tóc. Thì loại ung thư này thường là nguyên nhân gây do bởi từ overexposure to sunlight, tức là tiếp xúc quá mức với lại ánh sáng mặt trời. Những cái khối u thì nó xâm lấn tại chỗ nhưng mà rất hiếm khi di căn. Vì vậy ung thư biểu mô tế bào đáy mà tại chỗ thì tiên lượng rất là tốt. Thì ung thư biểu mô tế bào đáy như thế nào nữa? Nó thường thấy ở những người đàn ông mà da vàng, hoặc là những người mà fair skin, tức là da xám đó. Và nó là một khối u ác tính mà phổ biến nhất, ảnh hưởng đến những người mà da trắng. Thì mặc dù những khối u này thì nó grow slowly, tức là nó phát triển chậm, và nó thường gây ulcerate, tức là gây loét, cũng như là chúng sẽ tăng kích thước và phát triển, tạo ra một cái vỏ bọc crusting, tức là một vỏ bọc mà có thể là cứng khi chúng ta chạm vào. Thì sự di căn thì không phổ biến đối với lại ung thư này. Tuy nhiên thì bệnh này nó có thể xâm lấn vào những mô đủ để có thể gây phá hủy, có thể là tai, mũi hoặc là mi mắt. Nó phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc vào vị trí này, kích thước và độ sâu xâm lấn của tổn thương. Việc điều trị có thể bao gồm curettage, tức là chẳng hạn như chúng ta có thể nạo, hoặc là chúng ta có thể đốt điện, hoặc là chúng ta có thể chemotherapy, tức là hóa trị, surgical excision, tức là phẫu thuật cắt bỏ, irradiation, tức là xạ trị, hoặc là chemosurgery, tức là kết hợp giữa hóa chất và phẫu thuật. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với phần ung thư biểu mô tế bào vẩy, tức là squamous cell carcinoma. Thì ung thư biểu mô tế bào vẩy nó xuất phát từ da,
và nó trải qua một cái quá trình sừng hóa về mặt bệnh lý, hay gọi là quá trình keratinization của những tế bào ở lớp biểu bì hay là lớp thượng bì. Nó là một khối u invasive, tức là một khối u xâm lấn với cái tiềm năng là di căn xa và có thể xảy ra ở hầu hết những người đàn ông trên 60 tuổi, những người đàn ông da trắng hoặc da xám trên 60 tuổi. Chúng ta xem hình 5.7 sau. Thì việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với lại tia cực tím của ánh sáng mặt trời á, làm tăng cái nguy cơ của ung thư biểu mô tế bào vẩy. Những cái yếu tố nguy cơ mà phải chịu khác liên quan đến độ ung thư này bao gồm chỉ radiation therapy, tức là xạ trị, chronic skin irritation and inflammation, tức là những cái tình trạng viêm và kích ứng da mạn tính. Ngoài ra thì việc exposed to cancer causing agents, tức là tiếp xúc với lại những cái tác nhân sinh ung, thì gọi là carcinogens, tức là những cái tác nhân sinh ung bao gồm tar oil, tức là nhựa đường hắc ín và dầu. Dầu ở đây là dầu, tức là dầu xăng dầu đó. Và những bệnh lý di truyền chẳng hạn như là xerodermal pigmentosum, tức là khô da sắc tố, hoặc bệnh lý di truyền, hoặc là gì, albinism, tức là bệnh bạch tạng, chúng ta đã học từ này rồi nhé. Và sự biểu hiện của những cái tổn thương tiền sinh ung hay là những cái tổn thương tiền ác tính, premalignant lesions, tức là những cái tổn thương tiền ung thư, chẳng hạn như là gì, actinic keratosis, tức là bệnh lý dày sừng ánh sáng, hoặc là bệnh Bowen, được chưa? There are two types of squamous cell carcinoma, tức là có hai loại ung thư biểu mô tế bào vẩy. Loại thứ nhất là loại mà nó khu trú hay nó giới hạn tại cái vị trí nguyên phát, gọi là in situ, tức là tại chỗ. Và loại thứ hai là nó có xu thế xâm lấn xuyên qua những cấu trúc xung quanh, gọi là invasive, tức là xâm nhập. Thì tùy thuộc vào vị trí, kích thước, hình dạng và mức độ xâm lấn cũng như tình trạng của các mô ở bên dưới, thì việc điều trị là có thể loại bỏ nó bởi việc phẫu thuật, bởi chỉ sử dụng các liệu pháp lạnh, hoặc là xạ trị radiotherapy, hoặc là đốt điện, hoặc là nạo. Và một sự kết hợp của những mô thức điều trị này có thể là được yêu cầu trong những trường hợp mà khối u nó xâm lấn sâu. Thì ở đây là hình ảnh của một squamous cell carcinoma. Nó ở surface bề mặt và fragile and bleeds easily, tức là nó rất là mỏng và có thể là dễ chảy máu. Tổn thương ác tính tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó chính là malignant melanoma. Tức là gì? Tức là u hắc tố ác tính, hay còn gọi là melanoma. Thì cái từ này nó cũng khá là phổ biến và đã được Việt hóa rồi. Thì người ta nói rằng, tức là nó giống như cái ý nghĩa của cái tên đó, là một cái khối u ác tính nó xuất phát từ tế bào hắc tố. Đây là một khối u có khả năng di căn cao với tỷ lệ tử vong cao hơn so với lại ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vẩy. Đây là nguyên nhân gây chết nhiều nhất của ung thư da và có thể di căn xâm lấn đến gan, phổi hoặc là não. Thì có nhiều yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của u hắc tố hay là melanoma. Nhưng những người mà có nguy cơ lớn nhất là những người mà gì? Fair complexion, tức là những người có da trắng, mắt xanh, tóc có thể là đỏ hoặc là vàng, và có những người tàn nhang. Việc tiếp xúc quá mức, tức là excessive exposure to sunlight, việc tiếp xúc quá mức với lại ánh sáng mặt trời và đã từng bị bỏng nắng nặng trong quá trình thời thơ ấu, thì được cho làm tăng nguy cơ của u hắc tố trong khoảng thời gian sống sau này. Việc tránh ánh sáng mặt trời và sử dụng những cái kem chống nắng thì đã được chứng minh là hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh lý này. Thì u hắc tố được chẩn đoán bằng sinh thiết và việc thăm khám về mô học hay là giải phẫu bệnh đó. Việc điều trị thì yêu cầu chúng ta phải phẫu thuật loại bỏ khối u nguyên phát cùng với lại adjuvant therapy, tức là điều trị hỗ trợ để làm giảm cái nguy cơ di căn. Mức độ rộng hay là phạm vi của phẫu thuật nó tùy thuộc vào kích thước, vị trí của khối u nguyên phát và cái giai đoạn đã được xác định. Thì đây là một cái hình ảnh minh họa về khối u hắc tố melanoma, cho thấy nó có những cái mảng sắc tố không đều và có thể phát triển ở bất cứ nơi nào trên cơ thể. Ok, thì bài hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn có thể subscribe kênh của mình để theo dõi các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.